người đều thắc mắc nếu cô dâu ở xa như các thành phố ngoài Hà Nội hoặc ở bên nước ngoài rất yêu thích các sản phẩm của LAT nhưng không thể qua xem trực tiếp được thì có thể book thiết kế hoặc may đo được không? Và nó sẽ làm như thế nào đúng không ạ? Vậy thì Lan Anh sẽ mời mọi người cùng theo dõi hết video lần này để xem quy trình may một chiếc áo dài online cho cô dâu ở tận đất nước Ba Lan xa xôi và từ đó nàng sẽ hiểu được cách thực hiện của LAT sẽ như thế nào nha. Cặp áo dài của cô dâu Thúy Còi lần này không yêu cầu Lan Anh thiết kế riêng mà chỉ là may đo đơn thuần theo mẫu mà cô dâu đã thích. Vậy nên việc đảm nhiệm là các bạn chuyên viên, còn Lan Anh đóng vai trò giám sát mọi quy trình thực hiện. Tại LAT, Lan Anh quy định các bạn chuyên viên chỉ được lấy mẫu mà cô dâu yêu thích để làm ý tưởng chủ đạo, sau đó các bạn sẽ phải thiết kế lại theo phong cách và kỹ thuật độc quyền của LAT. Tuyệt đối không nhận may giống hoàn toàn các sản phẩm của các thương hiệu khác. Bởi vì Lan Anh cũng là nhà thiết kế, Lan Anh hiểu và tôn trọng các tác phẩm của các nhà thiết kế khác và bài xích việc đạo nhái sản phẩm. Khi may đo áo dài tại LAT thì chúng mình sẽ đưa ra các bản vẽ với nhiều phương án khác nhau về cách sắp xếp bố cục của họa tiết. Khi thống nhất với cô dâu về bản vẽ rồi thì chuyên viên sẽ gọi điện và hướng dẫn cho cô dâu lấy số đo trực tiếp tại nhà sao cho chuẩn nhất để tiến hành may áo dài. Áo dài ở LAT, tất cả họa tiết được làm thủ công bằng tay 100% từ các thợ thủ công lành nghề bậc nhất theo tiêu chuẩn riêng của chúng mình. Cô dâu của chúng ta lần này có dáng người khá gầy nên team LAT đã tư vấn nàng ấy sử dụng kỹ thuật ở phần họa tiết là 6D nổi kết hợp với vẽ tay và thêu tay thủ công để nàng trở nên đầy đặn hơn. Còn áo của chú rể lúc đầu cô dâu gửi ảnh yêu cầu may đo thì họa tiết có bố cục tròn, tuy nhiên chú rể lại có chiều cao khiêm tốn và khá mập nên team LAT đã tư vấn ngược lại cô dâu nên chọn các họa tiết có bố cục chạy dọc theo cơ thể để khi mặc chú rể sẽ nhìn được cao hơn. Về phần họa tiết của áo chú rể sẽ được làm nổi để tương xứng với áo của cô dâu, tuy nhiên áo của cô dâu làm nổi 6D thì áo của chú rể chỉ làm nổi 2D rất nhẹ nhàng để áo vẫn giữ nguyên được sự nam tính. Và bây giờ chúng mình sẽ kiểm tra lại sản phẩm lần cuối cùng xem đã ổn hay chưa và sau đó sẽ gọi video trực tiếp cho cô dâu để nàng ấy được nhìn thấy trực tiếp sản phẩm, xem lại lần cuối cùng xem có cần chỉnh rửa gì hay không. Rồi chúng mình mới đem gói ghém và chuyển áo dài đến tận tay cô dâu. Bây giờ mới chỉ được nhìn qua và được nhận rất là ưng về sản phẩm làm ra áo dài của cô dâu chú. Vậy nàng ở xa cứ yên tâm đặt áo dài và ủng hộ Lan Anh và LAT nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau nhé.